Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel và lại là mình đây, chỉ đeo game. Thì bên mình vẫn nhận tại các map từ map 1 đến map 15 nha anh em nhé. Thì và cũng có nhận nạp game giá rẻ này đó, và cũng refund tiền qua khi anh em nạp qua iPhone ấy, Android à nhầm iPhone ấy đó, liệu anh em ơi. Thì anh em nào có nhu cầu có thể inbox mình sẽ phục vụ từ A tới Z cho anh em luôn ha. Ok, thì hôm nay cái con ác này á, mình cũng làm video bán ác luôn, vừa review vừa bán ác. Thì anh em nào có thể mua ác thì có thể inbox bên mình. Thì cái giá ác thì tất nhiên phải trên 4 triệu rồi, vì ác mình toàn ác VIP không, 1,4 triệu được chiến không đấy, 1,5 triệu được chiến không đấy, nên là ác thì con ác sẽ giá trên 4 triệu trở lên, tùy lực chiến của mỗi ác. Và nói chung là tùy, có ác 2 triệu 3 triệu cũng có, nhưng mà bán hết rồi anh em ơi, còn mấy con ác VIP thôi đó. Thì anh em nào cần có thể inbox mình. Sorry anh em nhé. Ok, và mình sẽ review qua con ác này cho anh em xem, để anh em có thể tham khảo, và nếu thích thì anh em cứ nhích nha, khỏi cần phải suy nghĩ. Thì đây, bác này đang sử dụng một set 11 đấy, và để mình xem. Bác ấy đang sử dụng 4 truy hồn và 2 thiên canh. Đầu tiên mình sẽ review qua được cái nỏ này, là nỏ cực phẩm nha anh em, và sử dụng 2 viên đá bậc 5 và 1 viên đá bậc 6. Cái mũ thì sử dụng 2 viên đá bậc 6 và 1 viên đá bậc 3. Cái mũ cũng ngon đấy, 2 viên đá bậc 6 HP bác ngon mà. Cái nhận này thì sở hữu viên ATK bậc 5 và bậc 6 và một viên bậc 3. Cái nhận này nó full sao anh em này, full sao rồi, cái mũ 4 sao rồi. Cái quần này 5 sao, 2 viên giảm sát thương 6 và một viên giảm sát thương 2 viên giảm sát thương 5 và một viên giảm sát thương 4. Nãy giờ mình đọc nhầm anh em ơi, anh em thông cảm nhá. Và đây là 3 viên 2 viên giảm sát thương 4 này và 1 2 viên giảm sát thương 5. Giờ này hay bị liều quá anh em ơi. 2 viên giảm sát thương 5. Đây anh em có thấy cái dòng dị cân kinh hồi này, và có giảm đam chống đỡ này, rất là ngon luôn. Và một đấy. Cái này ngọc bội thì là đam nọ nha anh em. Ngọc bội đam nọ chứ không phải là ATK. Một viên bảo kích bậc 6 và hai viên một viên bảo kích bậc 5 và một viên né bậc 5 đấy, tất cả đều 4 sao, và cái nọ cùng với cái này thì là 6 sao nha anh em. Mà mình sẽ soi qua thông tin lực chiến là HP max là 490k đấy, ATK thì đang là 120k, bảo kích 16%. Kinh vậy ta, ông này chơi bảo kích hơi bị kinh đấy nha. Bồi xúc bào kích thì là 40% đấy, giảm đàm. Ôi cái đam nọ ông này, đam nọ ông này 43k, kinh khủng quá anh em ơi. Đó anh em mua ác này về chơi rất là xịn sò luôn, giá rất là yêu thương đấy. Cái con ác này nếu mà mình tính sơ sơ không là mấy chục anh em mà bán giá rất là bèo luôn đó. Tiếp theo mình sẽ review qua cái tủ áo quần của bác ấy cho anh em xem. Cảnh giới trước đi, cảnh giới ấy đang ở thành công cái thế này, chuẩn bị úp lên bậc gì ta, bậc 11 à, bậc tiếp theo gì đó mình quên mất tiêu rồi, thôi bỏ qua đi. Thú cưỡi thì để mình xem, thú cưỡi thì có con gấu 5 sao này và những cái con thú cưỡi khác đều sở hữu anh em nhé. Thì có con alpaca này thì chưa có sở hữu được thôi đó. Còn này thì thú cưỡi là đa số là có, và một số con thì có thể 2 sao. Ý về tủ áo quần thì bác này chơi thời trang rất là ghê đấy, tất cả các thời trang ra mắt của từ game gần đây á thì bác ấy đều sở hữu hết anh em nhé. Đó 1 sao có, 2 sao cũng có đấy, cũng rất là ghê luôn. Về nỏ nỏ thì bác ấy chơi hết 5 sao anh em ơi, vì có một số đam, có một số cái này, hai cái này thì đang 1 sao, còn lại thì 5 sao đó, ăn tăng ATK và tăng đam nọ của mình lên rất là nhiều. Quạt này, quạt cũng có một số cái, và đây cũng vậy, cũng có một số cái nâng cấp lên để lấy HP và ATK đó.
Tiếp theo mình sẽ review qua pet. Thì bác ấy đang sở hữu hai con pet 50 màu đỏ. Con pet này không có gì và con pet này biến gì 360. Dạng pet này cũng thuộc dạng không có gì. Đấy, hai có hai con pet này nổi trội thôi. Đó là con Loan Tiểu Thanh và con biến gì Tự Quỵ Hùng Miêu. Đấy, hai con này rất là xịn sò luôn. Tiếp theo mình sẽ soi qua dòng đá bác ấy. Đá thì cũng có rất là nhiều anh em nhé. Anh em có thể quèo lừa để có thể ghép đá cho mình. Đó, thích đá nào chơi đá đó. Để mình xem bác ấy đang tích từ 6-3 hồn thôi anh em ơi. Đó, 6-3 hồn chắc là ác này mới đập lên phun vàng hoặc là đập lên cái nọ này lên cực phẩm. Nên là đá không có nhiều. Ok, tới cánh nha. Cánh thì sở hữu rất là nhiều luôn anh em. Hình như cánh này cánh sự kiện hay sao ấy, mình không nhớ nữa. Đây, cánh này. Đó, 1, 2 cái cánh, 3, 4, 5 cái cánh. Và có cái cánh này là cánh 2 sao. Đấy, lực tiến đang là 66k. Đó, cũng rất là ngon luôn. Về Thiên Phú, mình sẽ soi qua. Bác ấy, bác ấy sở hữu hai cái nọ dương này, tăng 12% này, ngon chưa? Một và một cái kim hỏa. Trời ơi, nó có hai dòng đao dương đó anh em này. Tiếc nha, hai dòng đao dương này mà thay bằng cái gì cũng được, kim hỏa là gì đó cũng ngon. Nói chung cục này là cũng ngon, nó tăng cho đâm nọ mình 12% và kim hỏa là tăng ATK. Thì bác ấy đang sử dụng hai cái nọ, một cái là bậc xanh đấy, 1k rưỡi, và một cái nữa là bậc tím level 106, 12% nữa thì nó 2k2 đó. Còn lại thì quan ngự khí này, gì đây, quan ngự khí, hai quan ngự khí, hai tin nhật thì bác ấy không có tăng vào, đúng rồi, chủ yếu tập trung vào cái đam nọ và cái đam kim hỏa này. Đó, cũng rất là xịn sò luôn. Đây có hai viên lâm đấu này. Đấy, lâm đấu cái đam xuyên xuyên thấu này cũng rất là cần thiết khi đánh boss đấy. Ok, tiếp theo mình sẽ soi qua kinh mạch cho anh em xem. Thì bác ấy đang ở tầng nhầm mạch tầng 4 đấy. Đã xuống được kinh nhầm mạch anh em nhé. Đó, khi mà xuống đây thì điểm ATK của anh em sẽ là 1k240 và HP max là 4960. Đấy, ok, mình tiếp theo mình sẽ soi qua cái chiêu thức tuyệt học. Thì bác ấy còn full hết anh em ơi. Đó, còn full hết từ A tới Z rồi. Đấy, thì còn có một cái tuyệt học trên này thì đâu rồi nhỉ, để mình kéo lên đây. Còn một cái tuyệt học trên này thì đang ở level 15, cũng sắp sửa full rồi. Skill, qua skill đi. Bác này chơi đam đây, 5 bí kiếp đam, 6 bí kiếp đam nọ mà anh em cần phải học hỏi đây. Đó, ở level 15 này, đam nọ 22% này. Đó, đam nọ còn thêm 1k rưỡi này. Đó, đây là 6 bí kiếp đam nọ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, trong đó 6 bí kiếp là mình phải mua, và 1 bí kiếp là mình phải học. Đấy, mình sẽ kéo từ từ cho anh em phan nọ xem nhé. Thì bắt đầu cần có thể chụp lại màn hình để mà lưu, khỏi cần phải hỏi hết á, đúng không? Đó, đó là đam nọ. Ok, tầm long bí thuật bác ấy cũng nâng full này. Rồi, ok, sách thì còn 426 quyển này. Anh em mua về thì mua ác này về thì có thể sử dụng, thích làm gì thì làm. Đấy, cầm long bồi xuất bào kích cầm 18%. Tiếp, cấp tiếp theo cầm 19%. Cái này cũng cần này, nhưng mà bác ấy không nâng, thôi thì thôi. Về chiêu thức thì tất nhiên với một con áp VIP này thì chiêu thức tất cả đều full. Full A tới Z, đó, full chiêu, còn skill thì tùy anh em nhé. Ồ, chưa full bác anh em ơi. Bác ấy chưa full, mình sorry nhé. Bác ấy còn có cựu tin gián thế này là chưa học, chưa có skill nào. Và cái chuông đây, chủ yếu là chơi hai skill này thôi anh em. Thì bác ấy đang sở hữu tam hoa tụ đỉnh level 12. Đó, dị cân kinh 20 và chuông 13. Con chim này level 1. Đấy, bác ấy không nâng chim lên. Nếu nâng chim lên thì level chắc lên được cao đấy. Bà rồng bay phường múa đang ở level 14 anh em nhé. Giờ non lấp bể thì level 5, mộng tịnh thì level 2. Đấy, đó là về chiêu thức. Về môn phái thì bác ấy đang ở ô trúc cấp,
đó để học được skill này. Thì hôm nay bác ấy đã đóng góp và đang dư 77k điểm điểm này. 77k thì không vào được tier 15 rồi, không full được tier 15 nên là cứ tích điểm thôi. Ok, thì về ải thì bác ấy là full được ải thường thì là full tới thần điền minh thần. Đấy, để mình xem tin anh thử nhá. Tin anh thì ải này bác đang ở 29 này. Cái này thì đang ở 14 này. Hành tự ô đang ở 16. Ồ, bác này còn nhiều ải cho đi nha. Huyết ngực giáo thì đang ở 49. Thánh cổ giáo thì full rồi. Đó, thì còn một số ải cho đi đó thì đi thì kiếm được thêm một mớ kim cương đấy. Để xem hoàng kim lành. À, chưa nhận được hoàng kim lành anh em ơi. Đây, 25 mến bao nữa sẽ nhận được hoàng kim lành đây. Có thể tăng thêm được một xí ATK nữa đấy. Tiếp theo mình sẽ soi qua tương dương thành. Thì bác ấy đang ở 219. Xếp hàm hôm nay có một bác Ame, bác này bác nữ ta. Nhận ngày thuê giá yêu thương. Cái này đùn hàng đó nha. Bác Ame nha, đùn hàng mình đây. Đây, thì bác này không biết là nam hay nữ, nhưng mà để avatar là nữ đây. Thì cứ cho là nữ đi. Thì đây, bác ấy đang ở top 2 nha anh em. Đó, top 2 nhá. Ok, tiếp theo mình sẽ soi qua cái điểm mà Trí Thiên Lầu. Đó, Trí Thiên Lầu để anh em học hỏi này. Trí Thiên Lầu Quần Hiệp thì bác ấy phun được một chương và điểm ATK đang là 9k2, tổng lượt chiến là 13k. Đó, cũng rất là xịn sò luôn. Đam nọ 2k8 này, thiếu cũng thiếu chắc thiếu số thẻ đấy. Mình coi điểm thẻ bác ấy coi sao nhá. Thẻ đỏ coi sao. Thẻ đỏ thì cũng có một số cái này, nhưng mà chừng này cũng không đủ gì đâu. Đó. Tiếp theo mình sẽ soi qua hồng nhan để bác ấy đang sử dụng được cái gì rồi nhá. Song tu thì bác ấy sử dụng được có 7 con thôi, cũng là ít tầng cũng ít tầng hoa. Nhưng mà những con này là những con cần thiết thôi, mình đâu cần lấy gì nhiều tốn hoa lắm anh em ơi. Đó, thì tặng những con cần thiết thôi, thì con này thì nó ngon này, được cái để mà nâng cái sao thức tiện đồ bồ mình đấy. Đó, con này nó ngon đó. Ok chưa, thì để mình còn xem bảng xếp hàng đi. Thì bảng xếp hàng thì bác ấy đang ở hàng 1 của cái ải thương này. Tin ăn thì đang ở hàng 2 này. Bảng xếp hàng vượt sâu chưa có này. Hàng cấp thì bác ấy đang ở hàng 3. Hàng lực chiến thì bác ấy đang đứng đầu server top 1 với 145 vạn anh em nhé. Đấy, ác này ác top 1 rồi đấy. Nhưng mà giá thì rất là yêu thương. Hàng cảnh giới thì bác ấy đang ở thần công cái thế sơ cấp 10 thì hàng 2. Đây, khi anh em bước lên qua 10 tới trấn cổ thước kim. Đấy, trấn cổ thước kim nha anh em. Xếp hàng gì đây? Hàng tương dương thành. Điểm thẻ có nào? Điểm thẻ thì bác ấy đang xếp hàng thứ 5. Đó, thần cơ cát hôm nay bác ấy đi được xếp hàng thứ 2. Đó, sau bác Will Panda. Đấy, thì đây là một số cái gọi là review sơ qua cho anh em xem. Đó, xem những cái con ác người ta thì nó VIP như thế nào, và cũng là ác này ác bán. Anh em nào có nhu cầu thì có thể inbox mình đấy để thương lượng với giá cả. Đó, thì cái này tất nhiên mình sẽ bảo hành trọn đời cho anh em, không bao giờ mất và không bao giờ phai màu. Đó, không bao giờ tróc sơn luôn á. Thì cái này trừ khi là gọi là end game, sập game ấy, thì nó có bay màu. Còn không thì anh em mua về chơi tẹt ra nhá. Đó, có thể đầu tư thêm hoặc là không cần đầu tư. Đó, khi nào mà bạn mua app về thì lúc đó thích làm gì thì làm. Đó, đồ đạc thì rất là nhiều luôn. Đó, đồ đạc này cũng rất là nhiều luôn, bác ấy chơi dùng hết đấy. Đó, thì đó là một số review của con app này cho anh em xem. Thì anh em nào cần thì có thể inbox mình nhé. Thì chúc anh em xem video vui vẻ nhé.